Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia trình này góp nhận một tốc cần EV. Giá hiện tại nó sẽ list dự kiến là 360 đô cho một tốc cần các bạn. Khi mỗi một lượt ghép các bạn nhận được 0.1 EFAV là 36 đô cho mỗi lượt ghép. Để tham gia giá các bạn click phần link mô tả mình để chat chatbot nha các bạn. Cho làm theo hướng dẫn của mình bấm nút start nè. Rồi các bạn chờ cho mình chút nha. Rồi chương trình này góp con này không biết list dự kiến nó list sàn nào quá ta. Thôi để chúng mình kiếm sao qua. Rồi bấm tiếp continue. Đây mình vào trang trader đâu mình mới biết được. Rồi các bạn Q4 chỗ này chỉ gì mà mình không biết luôn. N đi B có gì vậy là B5. Rồi các bạn gửi cho bot nghe không. Rồi như vậy là hoàn thành. Các bạn join vào hai kênh, một kênh group và một kênh channel đó nghe các bạn. Dạo gần đây cái máy Telegram của mình ít bị phản hồi quá giờ mình làm máy gấp nhiều rồi các bạn bắt up lên các bạn. Cái này nó có hình đại diện, có thumbnail đồ rất là bắt mắt nha tất cả các bạn. Hiện tại có 9.000 có lượt thấp. Rồi các bạn chúc các bạn. Bạn join kênh thứ hai nữa nè. 99 member. Mình join một cái là 1.000 rồi. Có một người join theo tiếp mình nữa là 1.001 nè. Rồi các bạn mới đắp lên. Rồi theo World thì các bạn theo dõi theo World và retweet cho Binbot nha các bạn. Rồi rồi các bạn nhớ bấm chuông, đăng ký, like tiếp theo từ mình. Kênh này mình kiếm tiền thụ động. Chẳng lẽ số mình nghèo mãi sao các bạn. Vô diện khác lạ bắt mắt nha các bạn. Có thấy. Rồi các bạn like nè. Rồi các bạn tweet nó là bài nha các bạn. Rồi các bạn mất đáp lại nè. Đây nó không hiện nữa sao mình biết list sàn nào ta. Cậy đi. Rồi các bạn bấm nút submit đi tên nha các bạn. Các bạn gõ cái username Telegram. Các bạn vào setting nha các bạn. Đi ra cộng mình gửi username mình nhớ nè. 1133 nè. Rồi các bạn tiếp theo là cái username thay word. Các bạn ra cộng Win VNH9 nè các bạn. Rồi các bạn kiểm tra cho chính xác cái username thay word nó mới về nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với ETH của mình ra. Các bạn lấy ví chocolate MetaMask. Rồi các bạn bắt vào nha các bạn. Mấy cái này chủ yếu mình làm vui thôi nhưng mà nó có tiền thụ động thiệt nha tất cả các bạn. Cũng rất là có tiền lắm đó, chứ không có tiền đâu. Rồi các bạn bắt vào. Các bạn làm đi sau này nó về mà có hết tiền của ông phê thì các bạn bán, các bạn lấy tiền của ông phê mà sợ nó không về thì đói luôn. Rồi thăng nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào sa tiếp thì mình đã nhận được tốt cần không. Rồi con bot đứng luôn chó. Rồi mình đã nhận được một tốt cần nha tất cả các bạn. Đây là link ghép của mình. Rồi các bạn nào mà kênh mình làm ai ghép ủng hộ mình một ghép và một bấm chuông. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.